Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thái Duy và hôm nay mình rất là vui giới thiệu cho các bạn một bạn nữ rất là đặc biệt. Bạn có một cái chương trình Anh Văn dành cho trẻ em, các bạn nhỏ dưới cái độ tuổi mà còn nhỏ đang ở nhà tập luyện tiếng Anh trước. Thì bạn giới thiệu về mình, họ tên về mình và bạn đang làm cái gì để cho mọi người cùng biết. Chào thầy, chào các bạn. Mình tên là Tâm, mình là sáng lập chương trình Hero Kids. Cái mục đích của mình là huấn luyện cho phụ huynh làm thế nào phụ huynh sẽ tạo môi trường tiếng Anh ở nhà cho con thời điểm con chưa đến trường. Và vì sao mà mình lại chọn cái chủ đề này để xây dựng một chương trình như vậy? Mục đích của mình là muốn trẻ có thể sử dụng tiếng Anh, giao tiếng Anh trước khi đến trường. Và cái thời điểm này là thời điểm vàng để trẻ có thể nói một cách tự nhiên mà không có rào cản ngữ pháp, không có rào cản thi cử. Thì đó là một môi trường tuyệt vời mà không ai khác, bố mẹ chính là người tuyệt vời nhất để mà gần gũi con nhất mỗi ngày. Và cái kết quả nó sẽ cấp số nếu chúng ta biết cách làm thế nào mà tạo môi trường tốt nhất cho con ở nhà mỗi ngày. Tại sao bạn đặt tên là Hero Kids? Hero Kids tức là hero, tức là anh hùng. Những đứa trẻ anh hùng tức là những đứa trẻ không phải là cái gì to tát lắm, mà đó là những đứa trẻ thực sự tự tin. Và những đứa trẻ tự tin chắc chắn là những đứa trẻ rất là thành công. Và đó là mục đích của mình, hướng đến những đứa trẻ trong tương lai phải là những trẻ thật sự thành công. Vậy thì trong thời gian qua là bạn đã cho các em nó học và kết quả nó như thế nào? Dạ, kết quả thì đặc biệt điều đầu tiên kết quả thấy rõ nhất là từ con gái của em. Thì thực ra em cũng như những bà mẹ khác, tức là mình cũng rất là bận rộn. Và ai cũng trong cái tâm thế là bận rộn, cho nên cứ lấy cái lý do bận rộn để không có tạo điều kiện cho con, tạo môi trường cho con. Nhưng mà đối với em á, với Tâm á, thì thực sự là cái thời gian mình dành cho con cũng không nhiều. Nhưng mà đối với trẻ mình có làm nó ra kết quả. Mà ra kết quả một cách rất là kỳ diệu luôn. Mình không thể tin được vì sao mà trẻ nó kỳ diệu đến như vậy. Và chính vì cái kết quả con gái mình á, mình mới thấy rằng là mình không thể chậm hơn được nữa. Mình phải làm sớm nhất có thể để những đứa trẻ nó có được giá trị sớm nhất có thể, không được chậm hơn nữa. Người ta mà muốn liên hệ để người ta học thì người ta có con học thì người ta liên hệ bằng cách nào? Ở xa, ở Hà Nội, ở Lạng Sơn thì muốn học học sao? Dạ, thứ nhất là em đang có bài giảng trên Animo. Thì mọi miền đất nước cũng học được. Và thứ hai nữa là em có bài giảng offline tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và sắp tới em cũng sẽ ra Đà Nẵng và Hà Nội. Vì những đó là kết nối rồi và họ đang chờ mình ra đó. Dạ. Và hiện nay là cái bài giảng offline theo chủ nhật ngày này là ngày 12 tháng 5 á, là mình tổ chức và hiện nay số lượng đã gần 100 người rồi. Dạ. Okay. Thì thầy cho em hỏi là em thấy ba bên nhà mình cũng vậy. Em thấy thầy có mấy clip là con nói tiếng Anh, tập nói tiếng Anh lúc 2 tuổi mà con đã nói rất là tốt rồi. Thì thầy có thể chia sẻ là làm sao mà thầy là nghĩ tới việc mà tạo cái môi trường tốt cho con sớm đi như vậy? Cái ngoại ngữ là cái mà bắt buộc rồi. Dạ. Cái thế hệ mình không giỏi ngôn ngữ thì con nó bắt buộc nó phải giỏi thôi. Nên là mình tạo điều kiện hết cho bé. Mà cái giai đoạn học của bé thì điều đó là chắc chắn rồi. Cái giai đoạn mà lúc bé nó còn trẻ mà, nó còn nhỏ mà cái đầu nó trống rắn, nó không có cái gì hết á, thì như là nó tiếp thu ngoại ngữ nó sẽ dễ hơn những cái người lớn như chúng ta. Người lớn chúng ta suốt ngày nó có rất là nhiều thứ, nào là cơm, áo, gạo, tiền, nên học hoài học không xong. Hoặc là khi mà nó lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi thì bài vở nó học mấy chục môn vô. Thì thời gian đâu mà nó dành cho tiếng Anh. Đó, nên là khi mà bé còn ngay còn nhỏ những ngày đầu không á, là mình đã ý thức cho cái việc đó rồi, là phải cho bé nó giỏi ngay tiếng Anh liền. Nhiều ba mẹ cứ nghĩ là nhỏ nó học không được, nhưng mà lúc mà nó chưa biết đó thì nó học bằng tìm thức, nó cứ nghe bài nhạc thì bắt đầu là nó quen rồi, lớn nó tự động nó phát âm ra. Và khi mà bé nó học với nó như vậy á, có nhiều người cứ người sợ là cho học xấu quá thì sẽ không nói được tiếng Việt. Các bạn an tâm đi, nó ở Việt Nam mà, nó có ở nước ngoài đâu mà nó không nói được tiếng Việt. Bây giờ cái người nước ngoài mà họ qua Việt Nam, họ quăng hoài, họ không học tiếng Việt ngày nào, rốt cuộc rồi họ cũng phải nói tiếng Việt. Nên là cái đó là chúng ta không có lo, chúng ta chỉ lo lắng, các bạn nên lo lắng là con ta có nói được tiếng Anh giỏi hay không thì mới lo lắng, chứ đừng cứ lo lắng là nó biết tiếng Anh nó không nói được tiếng Việt, thì cái đó là không có. Thì rất là vui là Bambi bây giờ là lớp 6 thì bạn nói tiếng Anh y chang, tại vì mình hay nghe cho bé luyện theo cái giọng của người Anh. Giáo viên học bây giờ ngay từ lớp mẫu giáo rồi này kêu là giáo viên Anh hết. Nên bây giờ bé nói giọng như giọng của người Anh vậy đó. Năm trước mình có dặn bé đi sang Anh, mùa hè đi sang Anh chơi.
và bé nói chuyện với người Anh và người ta không biết là bé là người Việt Nam qua, người ta cứ tưởng là bé đang sống ở bên đất nước Anh. Dạ. À, và gia đình người Anh kia cũng khen, khen sao bé nó nói tiếng Anh hay quá vậy. À, và các giáo viên tiếng Anh cũng khen là bé nó nói cái giọng, đặc biệt là cái giọng nó rất là hay. Dạ. Về tiếng Anh thì ba mẹ không có can thiệp vào cái quy trình học của con, để con nó tự feel in, nó thích tiếng Anh và nó học. Dạ, tuyệt vời quá thầy. Vậy thì em nhận thấy một điều nữa là có một số phụ huynh họ cũng quan niệm rằng là họ có điều kiện cho con học được bé, nhưng đôi khi họ cũng không có quan tâm đến cái thời điểm sớm như vậy. Nhưng mà em thấy rằng nếu như mà mình đã có định hướng cho con học được bé mà không tạo môi trường trước khi con đến trường ấy, em sợ nó theo không nổi. Theo không nổi. Bé Bambi mình học trường quốc tế nên mình biết. Do ngay từ đầu mình có mục tiêu rất là rõ ràng rồi, là thứ nhất là cho bé học trường quốc tế, cái thứ hai là mục tiêu mình cũng rất là rõ ràng là mình muốn là bé khoảng 5-10 tuổi á, là cái việc tiếng Anh được giải quyết triệt để. Các bạn thấy người lớn của chúng ta hoặc là các bạn thấy đầu tư cả đời tiếng Anh cũng không có triệt để. Nhưng mà bé Bambi á là rõ ràng bây giờ nó đang lên tiếng là nó bây giờ nó 6 tuổi rồi, còn khoảng 4 tuổi nữa thôi mình nghĩ là tiếng Anh nó triệt để, nó sẽ giỏi triệt để luôn. Đầu tư ngay từ nhỏ chúng ta có lợi hơn nhiều. Bởi vì bé nó học nó nhập tâm. Và rất là vui là vừa rồi bạn tặng cho cái quyển sách cho bé đó, thì về là bé nó thích liền. Ngày nào bé nó cũng lấy ra nó viết đó, nó thích, nó hiểu là nó cần làm cái gì trên đó liền. Và hiện tại nó như ngồi ở nhà nó chơi với chuột hamster hoặc nó chơi trò chơi là nó nói hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nó nói tới gì như là nó tâm sự, nó chơi là đứa này video qua đứa kia nó nói hồi ngồi nó tâm sự hoàn toàn bằng tiếng Anh, nó tự nói với nhau, nó tự đối thoại với nhau vậy đó. Một mình nó cũng tự đối thoại với nhau. Vừa rồi thì cũng có gặp một con bé bạn cùng tuổi nó luôn, nhưng mà con của một bạn khác học ở trường quốc tế ở Mỹ, thì hai đứa nó cũng ngồi nó nói chuyện tiếng Anh, nhưng mà sau khi quan sát hai đứa thì ai cũng công nhận là bé Bambi nói tiếng Anh quá hay. Bé kia nó cũng phản xạ tiếng Anh, nó nói tiếng Anh rất tốt mà nó vẫn nói tiếng Anh cái sen của người Việt. Còn bé Bambi mình thì nó nói hoàn toàn cái sen của người nước ngoài. Nó tuyệt vời vậy. Vậy thì thưa các bạn là ngay cả thầy đây là một cái doanh nhân rất là thành công, nhưng thầy luôn cái việc mà con học tiếng Anh đó là cái vì sao thầy lại đầu tư nhiều như vậy. Bởi vì ngay từ đầu thầy đã định vị, thì bây giờ chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta định vị con mình ở cái mức độ như thế nào thì chúng ta biết đầu tư lúc nào là phù hợp, và đầu tư sớm hơn thì nó sẽ thuận lợi hơn. Thì đó là cái cách mà chúng ta dành cái gì đặc biệt trước cho con, và thậm chí là chúng ta phải biết, phải hiểu được cái lợi ích nó như thế nào để mà việc đầu tư của mình nó đúng hướng và nó thuận lợi, và đó là cái tài sản lớn mà mình cần đầu tư cho con như vậy. Các bạn hôm nay giới thiệu cho bạn đến bạn Tâm, thì khi mà các bạn cần cho con học tiếng Anh thì các bạn nên lên, sau khi các bạn xem đoạn video này trên cái YouTube các bạn sẽ biết, và các bạn liên hệ với bạn Tâm bằng cách nào, mọi người liên hệ với em bằng cách nào? Dạ hiện nay là cái số có, điện thoại có Facebook, dạ, số có. Điện thoại Zalo gì đó. Dạ Facebook là Huỳnh Linh Tâm, số điện thoại là 0938446578. Website đó là số Zalo, còn website là herokids.info. Rồi các bạn liên hệ theo các bạn cứ liên hệ để các bạn nắm rõ hơn, hoặc các bạn cần tìm hiểu về cho con mình đó, các bạn sẽ nắm rõ hơn. Cảm ơn các bạn, sẽ gặp các bạn sau. Dạ cảm ơn thầy.